ngồi ở quán cà phê mà ăn á cảm giác nó khác ở nhà. Đúng vậy, không giống nhà. Vậy là nói ra đây ăn ngon hơn ở nhà ở nhà. Dạ, nói xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay thì đi ra ngoài quán cà phê số 10 tỷ ở nhà. Thì nó có đâu qua mới gặp mọi người. Thì được kèm một cái lọc cô đem bánh ngọt ra để cúng thứ năm á, thì cô cũng cho mấy anh em mấy phần ha. Đây cả nhà, bây giờ mấy chị em sẽ dùng bánh ngọt đó, rất là ngon. Cô thì cũng thường xuyên cúng thứ năm đó cả nhà, và cũng cho tụi em rất là nhiều lần rồi. Hôm nay thì ra đây cũng được một cái may mắn ha, gặp cô nữa, cô cho nữa cả nhà. Bây giờ mấy chị em dùng bánh ngọt. Mời cả nhà ăn trưa với chị em bên nha. Cái nhà ơi rất là ngon luôn. Đây chị đẹp bữa nay thì hai chị em ra gặp nhau luôn. Chào cô chú. Rau thì cũng rất là tươi luôn cả nhà. À, rất là quý luôn. Bây giờ hôm nay ra đây may mắn có một cái lọc. Mời cả nhà nha. Giờ thì nó cũng hơi mềm rồi. Ồ rồi mới được ăn bánh thọt ở quán cà phê số 10 tỷ nha. Dạ, đây có cái chén. Em mời cả nhà nha. May mắn bữa nay ra trưa may mắn nè, bao cà phê mình có bánh khọt ăn nữa, vui quá cả nhà ơi. Sáng thì cô cho 5 phần, có 5 anh em. Ở đây thì mọi người cũng dùng rồi, bây giờ hai chị em dùng. Bên shop thì có cô đang mua đồ nữa nha. Cô cho lúc sáng à, bây giờ thì chị em mới dùng ăn trưa, tại sáng gì em cũng luôn bánh mì rồi đó. Người yêu điện hả chị? Đây trốn việc đi chơi ở nhà ơi. Ngon không chị? Ngon. Biết nữa. Dỗ bảo tiêu ba ăn mà bà đi đâu mất tiêu à? Đi qua cái tàu nào. Lâu lắm rồi hai chị em mới được ngồi ăn chung với nhau lắm nè. Ba tháng. Gì ba tháng? Sao mấy hai tháng gì? Cái nhà ơi. Ngồi ở quán cà phê mà ăn á cảm giác nó khác ở nhà. Đúng không chị? Không giống nhà. Vậy là nói ra đây ăn ngon hơn ở nhà ở nhà. Cho bên này hồi nãy ăn lúc
đã ăn lúc 9 giờ đó, bây giờ cũng không thấy đói nữa. Mà ăn để quay một cái clip cho vui á nhờ ơi, lâu lắm rồi. Ai lúc đâu đúng rồi đấy, chưa có học nguyên cái lại chứ quên, tôi ăn không có nổi. Ăn là lúc 9 giờ đó, bây giờ cảm giác có lực thỉnh quá. Ba người ăn hai hộp được rồi, giờ để cho anh ai đó ai ăn đâu mà con hộp sao lại cái này đâu phải cái này không ăn thì bỏ đây là mình nấu chung vô hả? Ừ. Nhưng phải ăn cố không nổi, ăn đi cái này bóc ra mà quả. Dạ em không biết nữa, tại vì lâu lắm rồi mới nghe. Dạ được, dạ tình hình buôn bán ok. Dạ ăn chị coi em cái nữa, em nghĩ em mau quá. Để làm lúc 9 giờ mới ăn luôn, giờ cũng không có đói luôn rồi. Ăn chị em ăn cho vui thôi, ăn lấy vị thôi. Đi về lấy quan quá. Chú ăn bánh khọt. Ngon nhưng mà tại vì cái bụng sáng ăn ăn trễ quá, ăn sáng trễ quá nên là không có ăn nhiều nổi. Ai ta, ê thấy quen quen ta, ở bên shop có cô tới, cô này thấy quen lắm nha. Đây là bữa em bữa nay chưa thần thần chưa thần làm nhé. Bắt hai cái bít đâu ạ? À? À. Ăn đi rửa tay. Ăn rồi mới đi. Ôi là trời. Cháy mình. Chín cần. Ăn mì ăn nữa không? Để ăn mì không? Cả ăn mì á. Ngon lắm nha, cảm giác gì rồi. Rồi ở quán ăn thì nó ngon hơn ở nhà, nó vui nữa. Thế lại chị em cũng lâu lắm rồi mới gặp. Mà tại vì hả? Tại nó có việc mà sao vô. Chút xíu nữa bạn cũng về rồi. Nó ăn xong rồi nghỉ chút xíu cũng về rồi. Cũng có việc. Thì ra đây sáng cũng có like chút xíu. Gặp cái nhà thì rất nhiều cô chú anh chị yêu thương cũng nhắn ở trên kênh, hoặc là lâu lâu cũng qua ra quay để chia sẻ ở nhà một chút xíu. Dạ ba cái này quay tiếp chứ không phải trực tiếp đó, ba chị em nữa nha. Em đi rửa tay xíu tiêu với chị đẹp ăn nha. Anh xin mình cái tay trước anh. Xèo của nói chung là cô tới cúng chú Năm thì lúc nào cô cũng cho mấy chị em mấy quả nha. Rất cảm ơn cô, sáng em cũng cảm ơn cô rất nhiều luôn, rất là vui đó nha, nhờ cái lọc của chú Năm.
và có lẽ là chắc em cũng xin phép khép lại video ở đây ha cả nhà. Đây là một cái bữa ăn kỷ niệm của mấy chị em, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Thì cũng chúc cô chú anh chị trên kênh nhiều sức khỏe nha, đừng quên like đăng ký kênh ủng hộ xin chào cả nhà.